Nhiệt độ thời tiết bây giờ là tầm như này, nhiệt độ cơ thể mình nó bằng mới rửa tay nên nó 35 độ, nhưng mà cái nhẫn này nó không chính xác đâu, nó lệch 2 độ đúng không? Trên dưới 2 độ ha. Mình để ngoài xíu. Bây giờ là tiết mục đi bắt cá đây, bắt cá các bạn nha. Để bắt cá thôi, tự nhiên có cá là đâu bắt không biết. Mình bắt để mình cho các bạn cuối video các bạn thấy. Ây da, kế bên nhà các bạn nha, cá kế bên nhà luôn đó. Cá luôn nè, cho các bạn thấy nha. Đấy đấy đấy, các bạn thấy chưa, cá kìa. Đấy, mình chuẩn bị rồi. Để trở về 20-30 năm về trước, đây một em đấy, một em còn còn nhiều các bạn nha, còn nhiều đây nè. Ôi ôi, một ổ cá các bạn ơi, ổ cá nè, ổ cá nè. Hồ ôi ôi, cá nè. Hồ nước nóng hổi gì mấy em sống sao nổi. Này bắt cò phóng xanh nữa các bạn nha. Đó, bắt cò phóng xanh nè. Ôi ôi, nhiều quá luôn. Ôi, nó gom lại một chỗ em. Cái ham các bạn ơi, lần đầu tiên mà bắt cá mà ham như thế này. Ồ, còn các bạn nha, còn 4-5 ổ lận, đây mới có ổ thôi. Quá tài luôn các bạn ơi, bắt thấy ham luôn, lần đầu tiên mà bắt cá ham như thế này, bắt mà lụm thôi. Hồi xưa mình không biết, mình câu câu cá cực khổ, đi mò hang bắt ốc cực khổ. Cái này đang thấy không, chụp vô cái là dính, chụp vô cái là dính. Hồi xưa có mấy cái đầm á mà giờ ta trồng rẫy hết rồi, ít ít đầm lắm. Mà mấy con cá nó cũng hay các bạn nha, có những con như cá lóc này kia, cá lóc HD á, nó chuối sâu dưới bùn đó, rồi nó đợi dịp mưa mưa rồi cái nước nó làm tan mấy cái bùn nó ra, cái nó sống vậy. Còn những con nào nó không có khả năng đó thì nó phải chết thôi. Ôi wow. Hồi nãy giờ mình bắt cũng 20-30 con rồi đó, có một chỗ nữa nha, còn 4 ổ, 4-5 ổ nữa, không biết nhiêu nữa. Này lát mình bắt xong cái mình đem vô ruộng mình thả các bạn ha, đem vô những cái chỗ mà nước nó, cái ao nó lớn lớn mình thả, chứ không thả sông, tại mấy con cá này nó sống sống với sông nước 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 trôi á, nó sống không có được, nó sống gì, sợ nó không quen cái môi trường nước động cái nó chết. Nhớ lại cái cảm giác hồi nhỏ mà, cảm giác hồi nhỏ đi bắt cá. Ồ, đây con cá lóc này, con cá lóc này các bạn nha, cá lóc nè. Cá lóc các bạn ha, còn nguyên cái xô này nó giờ đen thùi lùi luôn rồi, để bỏ vô quá tao nhiều rồi. Mấy người mà ta đi bắt hay không ạ, ta môi môi sình lên người ta thấy à. Mình thì nghiệp dư mình không biết, thì gặp chỗ nào nhúng nhích thì mình bắt. Ồ, con cá con nhỏ xíu nè, à,
chuẩn bị mình qua dụng khác các bạn nha, mình vé cái này cho hết đi. Ủa, thứ hai kế bên ổ bên này các bạn ha, ổ thứ hai nè. Đây, wow, có nhện, có cua nữa kìa. Đây, có con cá nè. Đây, wow, ổ này chắc cũng bộn chứ không ít đâu. Rồi một lát mình sẽ rửa, cho các bạn coi, mình rửa cái nước ra trong trong cho các bạn thấy ha. Ồ, nhiều lắm các bạn nha, nhiều lắm chứ không hết đâu. Cá lóc nè bạn, cá lóc nè, cá lóc con. Dám cái mấy cá lóc này, mấy cái đàn cá lóc mà đợt trước mình quay cho bạn xem á, trong video mà gần đây, đến đây chắc tháng mấy vậy các bạn. Đây cá lóc này các bạn nha. Ai được hai em cá lóc. Cái ổ này hơi nhỏ các bạn ha, ổ này hơi nhỏ. Đây, con còn cá lóc nữa nè. Mình nhìn dừng xíu, đang lát mình qua cái dũng bên kia nó cũng nhiều. Ở đây là ổ lớn nữa các bạn nha, ổ đây, ổ này là khá là lớn nè, nó có 3-4 dũng nước lận, gồm cái đống này là bộn luôn mọi người. Các bạn thấy không? Nó nhồi nè. Đó. Ôi ôi. Cá sặc hồi xưa mình câu cá. Câu cá sặc khó lắm, nó khôn lắm các bạn nha. Nó khôn lắm luôn. Trời ơi. Một nắm luôn các bạn ơi. Như đây động gì là các bạn biết rồi nha. Đó, ôi ôi, một nắm tay luôn. Đó, ồ, mắt cá cái này là hay ham luôn rồi, quá tệ luôn các bạn nha. Nắm lần 5-6 con. Đó. Đây, để mình rơm chỗ này trước đi. À, tại luôn các bạn nha. Đụng xuống, đưa tay xuống là dính nè. Cái này giống như cái thời xưa của mình bắt cá các bạn. Thời xưa của mình bắt cá là bà ngoại mình làm mà giá ha. Ôi, hồi xưa bạn không biết đâu, đứng ở bờ thôi, đứng ở bờ lấy cái tay cách cái chừng nửa mét tạt, lấy cái tay mình tạt vô bờ mà. Nếu như ví dụ cái bờ là cái này đi, lấy cái tay mình đẩy nước vô bờ cho nó nước nó tràn lên bờ, cái cá nó nhảy lên cái chốt các bạn. Hồ hồi đó quá trời cá luôn mà. Lội mà đụng nó luôn á. Hồi xưa cá nhiều lắm các bạn ha.
giờ người ta đánh bắt nhiều quá nên nó tồn tại không nổi. À, các bạn bắt được như mình mấy em nè. Đó, đó. Này mà bắt hết đống này không biết tới khi nào mới xong. Bắt phải nương nó, hay mình bắt mình ăn thịt thì không nói, bắt kiểu gì cũng được, mình bắt muốn cho nó sống rồi, bắt mình thả muốn cho nó sống nên nó khác. Wow, đống này thấy ham quá các bạn ơi. Ok, ôi 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 ôi, một tay thôi mà do mình mù vừa quay vừa ấy nên nó hơi mất thời gian. Con nào mà nhỏ nhỏ mình không thấy thì thôi, thấy là mình bắt nó luôn. Chết. Ô, em nhảy ra rồi. Mình cá rô. Cá rô mà nhảy dữ nè. Cá rô hả? À, bắt không khéo nó cái ngạnh nó đâm đau lắm mà. Cá rô nè. Giờ mình mà vô mình bỏ vô cái thùng lớn đi. Giờ mình phải tính tiếp ha. Cách nhà mình không có chừng 5 mét chứ mấy. Đó, một đống cá như thế này. Ây da. Các bạn thấy không? Tới nhà nè. Đó, mở cửa ra mình bỏ vô thôi. Giờ chúng ta thu chiến lợi phẩm đợt 1 các bạn ha. Wow, đó các bạn thấy không? Đấy, vô đây. Mình sẽ múc cho nó bớt cặn ra. Đấy. Ui da. Dở quá. Có con cá mà bắt không xong. Wow, các bạn thấy không? Thấy ham chưa? Thấy ham chưa? Cá quê thấy ham chưa? Wow. Hình như có cá bảy chầu nữa sao à. Hồi nhỏ mình khoái cá bảy chầu lắm. À, bắt nó rồi đem đá chơi ác lắm. Ít có ác lắm. Đấy. Đấy. Toàn là cá sặc là chính các bạn ha. Cá sặc nhiều. Chắc cá sặc nó không biết thấy các bạn, nó không biết chui xuống. Cá sặc nó không biết chui xuống. Đó các bạn ha. Rồi mình cũng cứu, có cứu mà cũng có giết. Có mấy em nó không chịu được, nó chết đó các bạn. Em nhảy qua đây. Rồi, giờ mình dừng cho lẹ các bạn ha. Mình bắt đầu mình sẽ ấy bỏ vô cho nó lẹ. Mình đến tới cái dụng cụ các bạn nha. Wow. Các bạn ha. Mới thả vô cái thùng lớn rồi. Cái này chắc còn cũng nhiều lắm. Quá nhiều các bạn nha. Bắt ghiền luôn á. Ôi ô. Dưới mấy cọng cỏ, không dưới mấy cọng cỏ thì mình hốt nguyên một đống rồi. Quá
trời luôn. Các bạn thấy nó bơi không? Nó quẩy là mình biết rồi, biết nó nhiều ít rồi. Mình thấy rút những cái cọng cỏ nó vướng ra đi, mình lấy cho nó dễ. Cái cọng cỏ vướng khó quá, khó bắt. Nhiều quá. Đống này nhiều lắm các bạn. Hậu cái này là cá lóc hay cá rô mà nó nhọn kìa. Còn cá rô hẹn chi hay cái cá rô cái nhành nó nhọn. Cá rô con đó mà. Hồi xưa mình có vô cái đầm gọi là cái đì hay rầm vậy mà cũng người ta cũng bắt rồi mà nó còn sót rồi. Trời ơi, hột vô hang ha, con nào nấy nó to bằng hai ngón tay. Hai con tay cái á, mấy cái luôn to hay to, mỗi con chắc cũng trăm trăm ngoài ra. Ôi ôi, đợt đó là bắt cá là ham nhất luôn, con nào nó to đùng. Mình với cậu mình là lần đầu tiên trong lịch sử mà bắt cá lớn, cá nhiều vậy. Bây giờ biết rồi, cũng không có dám làm gì mà nghiệp sát sanh coi vậy chứ chả mệt lắm các bạn nha. Mình hồi xưa giờ mình không có tin chuyện mà mình bị giật điện thoại, bị cướp nữa các bạn. Bị gạt tiền thì có, mà bị cướp là lần đầu tiên mình bị. Mình đi trong cái hẻm vắng ở dưới hẻm mà hẻm đi ngoài đường đông người không thoát không lót, hẻm vắng nó để ý mình nào không hay, rồi cầm cái điện thoại trên tay bấm nó giật cái đó, cũng không có nhớ được cái mấy cái kỹ năng mà để mà làm cho nó không có giật được. Dở mà giật còn may quá, nó giật cái điện thoại mình là cái điện thoại Hàn Quốc, nó không có dùng sim Việt được, nói chung là chỉ dùng wifi thì được thôi, mà cái màn hình mặt trước mặt sau nó cũng bể te tua rồi. Mẹ thấy con cá nó nhảy ra đâu không biết, không biết phải không. Để đi, nó nhảy lên mình tin. Bên kia các bạn, đó là cái dũng đó là cũng nhiều lắm luôn đó, thấy nó động đó. Em ngồi cái dũng này cho nó te tua đi, mình sẽ qua bên đó. Để mất công làm nó gớm cái dụng nước rồi nó khó sống rồi, mình bắt không kịp sợ nó thiếu oxy. Mình cái dụng cũ mình mò mấy con nhỏ đâu thấy đâu, mấy nhỏ xíu xíu, nhỏ hơn con này gấp
Quay gấp 3 lần. Nói chung nó nhỏ bằng, nó lớn hơn cái tâm xíu à. Mò sao đụng được. Mà lát mình đi rồi cái quay lại cái thấy nó nổi lên mà. Nó thở, nó thiếu oxy, nó lên trồi lên nó thở. Nói gì làm dũng nào cho ra dũng đó đi rồi nó chuyển qua dũng khác. Mà làm mỗi dũng nó lâu dữ à. Đây, dũng nhỏ này chắc cũng có mấy em nè. Có một em nhỏ xíu xíu nè. Ồ, cũng có em bự đây nữa nè. Đấy. Cái nguyên tắc mà cái ao hay cái hồ mà nó động không có nước các bạn ha, là cỡ nào cỡ là để lâu ngày thì nó cũng có con vật nó sinh sống các bạn nha. Có những cái con sinh vật nó sinh sống. Nhưng mà cái nhiệt độ môi trường nước nó không thích hợp cho cá thì cũng có con khác nó sống mà. Nó hay cho nó các bạn. Sư phụ mình giảng tới cái đoạn này mình thấy phải nói là cái tầm nhìn như cái trí tuệ của sư phụ mình không ngờ tới được. Lúc trước mình nghe một vị thầy giảng là nói ha, nói là khi mà một cái con sông được chặn lại, ví dụ một cái con sông đang chảy thì mình không thể nào mình thấy được cái đáy sông, mình không thể nào mình thấy được những cái che khuất ở dưới đáy sông. Nhưng mà nếu mình chặn tách con sông ra, mình chặn lại thì mình sẽ từ từ thấy nó nước nó trong dần, là mình sẽ thấy được những cái điều mà nào giờ mình chưa thấy. Đó là ông thầy mình có dịp mình nghe, mình vô tình nghe được cái ý đó. Có một vị thầy đó Nam Tông các bạn ha. Rồi là sau này khoảng chừng chưa đầy tháng sau, nghe pháp sư phụ mình giảng thì mình nghe được cái đoạn mà sư phụ mình phân tích thêm là khi mà cái ta lóc nó chuối lẹ mà đó. Khi mà cái ao hồ sông gì đó suối mà nó không động thì khoảng thời gian sau thì tự nhiên có những cái con vật nó sẽ sinh sôi, nó sinh sống, nó như là nó nảy sinh ngay cái chỗ đó. Thì mình lại nghiệm ra được cái chân lý nữa, rất là hay. Đó cũng là cái lý do mà tại sao mà các bạn thấy mình không có thả cá vô cái ao, cái hồ á, mà tự nhiên lại có những cái con cá đó. Rất là hay các bạn ha. Cái nguồn gốc của loài người cũng từ cái đó các bạn nha. Các bạn nào mà có dịp hoặc là mình nghe một bài pháp khác, mình sẽ chia sẻ cái đường link bên dưới video các bạn ha, về cái nguồn gốc của loài người. Thì sư phụ mình cũng giảng rồi, nhưng mà chắc sau cái bài này chắc mình nghĩ sư phụ mình có một cái bài rất là chi tiết về cái việc này. Tại hôm trước mình nghe sư phụ mình nói là cái sự sống của hành tinh là từ đây mà ra, có nghĩa là từ cái những cái điều mà nó tưởng chừng là không thể nữa các bạn. Đấy, rất là hay các bạn ha. Đâu ra mình ngồi ở đây không biết 3 tiếng đồng hồ mới xong cái mấy cái dũng này chứ nữa. Xung quanh còn nhiều lắm các bạn nha, xung quanh ở đây nè. Mình cho các bạn xem sơ sơ thử cái khu vực này làm cho các bạn hình dung được. Các bạn sẽ hình dung được bây giờ nóng quá, cái máy quay các bạn quay lâu quá nó nóng. Cái khu vực này rộng chắc cũng chừng hecta các bạn nha. Đó. Nó bờ bên kia nhà mình luôn, cũng cái độ rộng nó cũng như đây nè. Nó xa sâu như thế này nè. Mình có duyên tới đâu làm tới đó thôi, chứ giống như người nghèo khổ hay là khó khăn trên cuộc đời này, chúng ta không thể nào chúng ta giúp hết được các bạn. Chúng ta có duyên tới đâu chúng ta giúp tới đó, làm tới đó thôi, làm trong khả năng của mình thôi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta tối ngày đi làm việc từ thiện giúp người hoài được, tại vì chúng ta cũng còn cái bổn phận nuôi sống cơ thể, gia đình, bản thân chúng ta. Chúng ta làm một nhiều việc ràng buộc rồi ha. Trừ khi chúng ta có cái điều kiện mà chúng ta tu hành, mà có điều kiện tu hành thì bạn
Suốt ngày chúng ta chỉ đi giúp người làm phước thì nó ý nghĩa nó cao cả, cao siêu hơn. Mình phước ít thì phải chịu ha. Nhiều lắm các bạn nha. Mà mình quay cho bạn xem cái này cũng thổn phước cơ nè, nhưng mà cái mục đích chính của mình đó là mình khuyến khích làm điều tốt các bạn ha. Tại vì mặc dù mình không có ý khoe đi, nhưng mà cái việc mình làm mà có người khác người ta khen đó, là mình cũng bị trổ miếng phước à. Việc mình làm tốt người khác khen là mình cũng đã tổn phước rồi các bạn nha. Chứ đừng có nói là mình ừ nó ừ tôi làm người giỏi giỏi, không có, không cần phải nói, chỉ cần mình cho người ta thấy thôi là mình đã bị tổn phước rồi. Tổn phước gì người ta khen mình rồi. Nhưng mà nếu mà người ta khen người ta thấy cái tấm gương mình, người ta làm việc tốt giống như mình, giống như người ta làm theo các bạn. Tại vì khi một khi mình tuyên truyền cái điều tốt á, nó cũng có cái tính ảnh hưởng là mọi người làm theo á, thì cái đó mới gọi là phước. Còn mà mình khoe khoe cái điều mình làm được, tự hào điều đó là coi như rồi tiêu tiêu các bạn nha. Giàu mà ác tâm nè. Tại vì giàu giàu là mình làm phước giúp người giúp đời nhiều quá nên mình mới giàu, cái phước mình giàu có. Mà cái tâm mình tâm khoe khoang, tâm tự hào tự cao, hoặc là giúp người ta mà khinh thường người ta, thì đó sau này mình cái quả báo mình giàu mà mình sẽ ác, mình giàu mình có ác tâm luôn ha. Bởi vì mình muốn chia sẻ để các bạn chúng ta nhân rộng những cái điều tốt, rồi chúng ta biết tránh được những cái điều mà không tốt mà. Chứ nếu mà mình chia sẻ mình không nói gì thì nó khác. Nên đó mình khoe, mình chia sẻ, mình nói rõ để cho chúng ta biết được cái gốc, để mà chúng ta biết cái nào chúng ta nên tránh, cái nào nên làm mà. Đó hình như có cái con gì nó bò lên. Hồi xưa mình cũng bắt rắn đó mà. Hồi xưa mình cũng có bắt rắn, cũng ác lắm. Dắt mấy cái video trước mình cũng có kể với các bạn rồi. Các bạn nào mà theo dõi mấy cái video ký sự giống như vậy, bắt rắn đó. Rắn trung mà. Rắn độc thì cũng có bắt rồi. Rồi nói chung mình phải biết chút cái kỹ năng xíu. Mà cũng có đã có lần bị nó quay đầu lại nó cạp các bạn, nó cạp chứ không phải nó cắn rồi ha. Mình lúc đó mình đang ở trong chùa phụ hạ nguyên cái vàng sắt ở trên cao xuống các bạn. Mình thấy con rắn nó bò trên cái vàng đó, mà rắn nhỏ quá các bạn, rắn giống như rắn lục đuôi đỏ vậy, nhưng mà không phải, nó nhỏ, ý mình đang nói nó nhỏ mà nó mỏng cái đầu tam giác. Rồi em giác là mình biết nó gắn độc rồi. Đó mà may sao mà nó cạp thôi. Nó cạp chứ không phải nó cắn. Tại vì hình như là mình cũng biết được cảm nhận phần nào ha. Tại vì nó mình đang ở chùa mình làm công quả, giống như là cái tâm linh hay là mấy cái vị hộ pháp này kia đó, cũng gia hộ, nên mình không có gặp cái điều xui mà. Không biết bao giờ mới hết luôn các bạn ơi. Mình dừng video các bạn nha, nóng quá. Đây là củ hốt chót của ngày hôm nay các bạn. Đây, rồi thấy không? Đây, đây cũng đầy luôn rồi nè. Đó, đây là củ hốt chót các bạn nha. Hôm nay là cái xô này thôi. Đây dạ. Cái lóc nó bay ghê mà. Nhưng cái lóc này bay ghê lắm. Đấy. Hai cái xô này là bằng hai cái thùng này nè. Đấy, cho sơ sơ cho các bạn coi. Đấy. Rồi, thấy chưa? Nhiều lắm luôn á. Rồi.
ở đây nó gọn ha. Mình rút kinh nghiệm, là lấy cái rổ các bạn nha, xúc nó lẹ bắt từng con lâu quá, cái dũng bằng nhúm bằng tay thôi là mấy chục con rồi. Trời ơi. Rồi tiến hành mình bỏ mấy em vô đi, rồi mình sẽ tính tiếp các bạn ha.